chấn động. Thầy Tử Vi báo trước cực chính xác, sự thật chưa từng có về tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977, đúng trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024. Gặp thời trời ban lộc lớn, trúng số liên tiếp, còng lưng gánh lộc, trả sạch nợ nần, giàu sang có tiếng, trở mình đổi kiếp đại gia. Kính thưa quý khán giả, và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Đinh Tỵ sinh 1977 thân mến, người xưa có câu, cha mẹ sinh con, trời sinh tính. Vì vậy, cuộc sống của mỗi người dù khó khăn đến đâu, nhưng chỉ cần biết cách đối nhân xử thế thì chắc chắn sẽ có đường đời thuận lợi, mọi sự như ý, phú quý triền miên. Kỳ thực trải qua hàng ngàn kiếp luân hồi nhân sinh, tính cách của một người đã quyết định số phận hung cát sang hèn của họ, đúng như câu nói ở hiền gặp lành. Giới tử vi cho biết, trong số 12 con giáp, tuổi Đinh Tỵ sinh 1977, được trời sinh có tính cách tuyệt vời. Họ sống ngay thẳng, minh bạch, rất thấu tình, đạt lý, luôn nghĩ cho mọi người. Nhờ vậy mà xung quanh luôn có quý nhân phù trợ. Bất kể ngoài đời, sóng gió hay chông gai, con giáp này luôn được giúp đỡ đúng lúc. Ngoài ra, những mối quan hệ của họ không những giúp họ vượt qua khó khăn, mà còn đem lại nhiều tài vận. Càng lớn tuổi, họ càng giàu, có gia đạo hưng thịnh. Đặc biệt, trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024 này, tuổi Đinh Tỵ sinh 1977 sẽ lội ngược dòng số phận của mình. Khi được thần tài ban lộc, phúc tinh cao chiếu, quý nhân tề tựu dẫn đường, họ sẽ đón nhận nhiều vận may vô cùng, làm ăn trúng lớn liên tiếp. Giàu có ú ụ, tiền bạc kéo về như nước lũ, đổi đời nhanh chóng mặt. Vậy để biết được vận trình cụ thể trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024 sẽ diễn biến ra sao, vận may bản mệnh sẽ nhận được là gì, thì xin mời quý khán giả cùng kênh Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu ngay sau đây. Quý bản mệnh tuổi Đinh Tỵ thân mến, cô độc thực tế là một trạng thái hoàn mỹ của cảm xúc. Trong trạng thái cô độc, bạn không cần quan tâm đến ai, không cần chia sẻ với ai, không cần phải để ý đến cách nhìn hay lời nhận xét của ai. Bạn không kể lể, cũng không tâm sự câu chuyện của bản thân mình ra phía bên ngoài. Bạn là chính bạn, đơn thuần, ban sơ trong thế giới riêng, với những suy nghĩ và cá tính của chính mình. Dĩ nhiên lắm khi yếu ớt quá thì cô độc thật đáng sợ, không có người để sẻ chia, không có ai để tâm sự, không có ai để dựa dẫm bản thân, cứ phải gồng mình lên trước. Những áp lực bản tâm phải không ngừng động viên, dỗ về chính mình để đối diện với những trách nhiệm, những chông gai. Và cái đáng ghét nhất về cô độc là người ngoài nhìn vào người ta luôn nghĩ mình sướng lắm, nhàn lắm, dễ dàng lắm, nhưng tự trọng trong lòng, tự tôn trong tâm khiến Đinh Tỵ ta đây chẳng thể nào kể lể ra những suy tư của chính mình trong cái đoạn hiện tại. Những khốn khó, những mất mát, những mỏi mệt mà Đinh Tỵ trải đã đủ sâu sắc, đủ nhiều những thất bại về sự nghiệp, những thất vọng về nhân tâm cũng đã đủ lắm, trải nghiệm đã đủ sâu. Và giờ là lúc có dấu hiệu chuyển cơ của thời vận để có thể tận dụng mà khắc phục những khốn khó đoạn vừa rồi. Vậy nên chỉ mong Đinh Tỵ đừng vì những trắc trở vừa qua mà mất đi cái niềm tin vào bản thân mình, cũng đừng lại tiếp tục hy vọng hay trông chờ vào những điều không tưởng sẽ xảy ra. Ngàn chim trong rừng không bằng một chim trong tay, tức cái gì thực tiễn tuy nhỏ vẫn hơn là những cái phù phiếm trông có vẻ lớn và hơi thực dụng một tí. Nhưng Đinh Tỵ hãy cứ nhớ thế này, tôi tập trung vào tiền tài nhiều hơn người đời, bởi vì tôi chưa từng gặp tờ tiền nào khiến tôi không thích cả. Người đời có thể tròn, có thể méo, có thể vuông, có thể tốt, có thể xấu, có thể ngụy quân tử, cũng có thể là chân tiểu nhân. Và người đời rất hay làm Đinh Tỵ bực mình hoặc thất vọng. Nên thay vì để tâm đến người đời hay quan tâm đến cảm xúc, suy nghĩ với thế nhân trong cái đoạn này, hãy cứ tập trung vào sự nghiệp Đinh Tỵ 1977 nhé. Vì tiền tài tuy có vẻ tệ bạc và nhạt nhẽo, nhưng chúng sẽ không phản bội, cũng sẽ không khiến bản thân mình chán ghét, và sẽ luôn cùng ta kinh qua những thăng trầm, những ngày mưa to, những đoạn khốn khó. Tuổi Đinh Tỵ sinh 1977 cầm tinh con rắn. Đinh là thuộc hỏa, Tỵ thuộc hỏa, mà nạp âm của Đinh Tỵ là hành thổ, cho nên Đinh Tỵ có khá nhiều may mắn trong cuộc sống, hay được quý nhân giúp đỡ. Tuổi Đinh Tỵ cầm tinh con rắn trong 12 con giáp. Rắn là loài động vật tượng trưng cho sự bí ẩn, uy quyền, sức mạnh. Đinh Tỵ là bộ rắn trong đầm thuộc mệnh thổ trong ngũ hành. Người sinh năm Đinh Tỵ thông minh, lanh lợi, khả năng đạt được nhiều thành tựu trong sự nghiệp, luôn yêu cầu sự tự do và cũng mong muốn có sự tĩnh lặng nhất định. Sự xuất hiện của rắn thường liên quan đến phúc đức, nên người Đinh Tỵ mang trong người nhiều sự nhạy cảm về tâm linh, là người có khả năng giao tiếp giỏi,
năng động, sôi nổi. Họ cẩn trọng, thích những thứ hoàn hảo, hoàn mỹ và có một gu thẩm mỹ tinh tế. Họ có thể công khai bày tỏ quan điểm của mình và áp đặt điều đó cho người khác. Đinh Tỵ là con giáp có khả năng thay đổi quan điểm của những kẻ cứng đầu nhất, dễ bị căng thẳng, hay nói cách khác là có thần kinh khá nhạy cảm, rất khó tin tưởng người khác. Nhưng khi đã tin tưởng ai đó thì sẽ hướng một lòng về người đó, đặt sự tín nhiệm, phó thác vào người đó. Điều này khiến Đinh Tỵ rất hay cảm thấy bị tổn thương. Khi xảy ra mâu thuẫn với người thân thì họ là người có khả năng phán đoán và nắm bắt thời cơ, rất giỏi trong việc tận dụng, thay thế để ứng biến với thời cuộc. Đinh Tỵ là bộ lột xác, nên Đinh Tỵ rất dễ thích nghi với mọi hoàn cảnh, rất biết cách vươn lên trong gian khó. Theo thống kê cho biết, rất nhiều người tuổi Đinh Tỵ trở thành tỷ phú do chăm chỉ làm ăn. Họ là người rất chăm chỉ làm ăn, cộng thêm bản thân là người khéo léo, tinh tế, có khả năng ứng biến trong mọi công việc, nên thường có nguồn thu nhập ổn định, kinh do thuận lợi. Đinh Tỵ rất cẩn trọng, thích những thứ hoàn hảo, hoa mỹ và có gu thẩm mỹ tinh tế. Đinh Tỵ sống rất thẳng thắn, thật thà, hơi hướng nội tâm, ít nói, không dễ nóng giận, thường suy nghĩ rất kỹ trước khi hành động, được liệt vào hàng ngũ những người có đầu óc. Họ hiểu rất rõ về bản thân mình, biết mình yếu ở đâu, mạnh ở điểm nào. Họ đề cao đời sống tinh thần, giá trị khách quan rất cao và khả năng phán đoán, dự đoán tương lai khá tốt. Tuy nhiên, Đinh Tỵ cũng có nhược điểm, đó là sự bảo thủ, kín kẽ, khiến mọi người cảm thấy đề phòng. Mọi bí mật riêng tư của họ đều được giấu kín. Đinh Tỵ lại có chút đa nghi, vì thế mà khiến bạn bè, người yêu thiếu đi cảm giác an toàn. Họ cũng không thích bị người khác khuyên bảo hay giáo huấn, đưa ra nhiều quyết định tiên về cảm tính và không thực sự rõ ràng. Nếu Đinh Tỵ có thể khắc phục được những nhược điểm này thì sẽ ngày càng thành công hơn trong cuộc sống. Trong chuyện tình cảm, đa số tuổi Đinh Tỵ có tình cảm chân thành trong tình yêu. Họ luôn hết mình vì đối phương, họ sẵn sàng hy sinh bản thân để đổi lại niềm vui và hạnh phúc của nửa kia. Tuy nhiên, trong tình yêu đôi khi Đinh Tỵ có sự ghen tuông mù quáng, điều này khiến cho mối quan hệ của họ gặp nhiều rắc rối. Đinh Tỵ là những người khôn ngoan, khéo léo và mạo hiểm. Họ giàu tình cảm, có đời sống nội tâm khá phong phú, lãng mạn và luôn khiến người khác bị thu hút. Bởi vẻ đẹp sự uyển chuyển của mình, họ là người sống ở hiện tại nhưng luôn lo nghĩ cho tương lai phía trước. Đinh Tỵ sẽ không bao giờ chi tiêu một cách hoang phí. Ngược lại, họ tích trữ dành dụm những khoản tiền lớn để lo cho cuộc sống tương lai. Đinh Tỵ có tinh thần ham học hỏi, họ có thể thu thập cho mình những thông tin bổ ích ở bất kỳ đâu. Người này thích triết lý và luôn quan tâm đến những vấn đề chính trị trong cuộc sống. Họ có sở thích, thói quen đọc sách, báo ở những nơi yên tĩnh, không bao giờ tiết lộ những bí mật cá nhân của mình cho mọi người biết. Bởi vậy, tính cách của Đinh Tỵ vẫn là một điều bí ẩn, ít ai có thể thấu hiểu. Đinh Tỵ sống rất thẳng thắn, thật thà, không lợi dụng người khác. Nếu có gặp túng thiếu phải đi vay mượn, dù có khó khăn thế nào, họ cũng sẽ tìm cách trả những món nợ đó. Những người này tự lập trong cuộc sống, không thích dựa dẫm, ỷ lại vào bất kỳ ai. Đinh Tỵ làm việc rất chăm chỉ, cần cù và giỏi trong việc tích trữ, dành dụng tiền bạc. Bởi vậy, cuộc sống của họ luôn đầy đủ vật chất, không bao giờ thiếu thốn. Những người này có đầu óc khá nhạy bén, vì thế họ giỏi trong việc kinh doanh. Với con mắt nhìn xa trông rộng, Đinh Tỵ dễ dàng có những phán đoán chính xác về nhu cầu thị trường, từ đó xác định mặt hàng mình cần phải phát triển. Đinh Tỵ nếu như tuổi thơ gặp nhiều khó khăn, bất hạnh, thì khi trưởng thành, họ nuôi dưỡng ý chí và có nhiều tham vọng lớn, họ sẽ quyết tâm xây dựng sự nghiệp. Để có cuộc sống ổn định, đầy đủ tiện nghi, Đinh Tỵ không thích xen vào chuyện riêng của người khác, cũng không thích ai làm phiền đến cuộc sống của mình. Họ rất ít khi có thái độ nổi nóng, nhưng nếu có ai đó cố tình cản trở đường đi của mình, thì họ sẽ sẵn sàng dùng nọc độc của mình để hạ gục kẻ thù. Họ là những người thích triết lý, luôn tuân thủ những quy tắc, chuẩn mực của xã hội. Những người tuổi Đinh Tỵ thường là những người có nhiều ham muốn, tham vọng khá cao. Tuy nhiên, trong công việc họ lại chẳng bao giờ kiên định với những gì mình đã chọn lựa, thường bỏ giữa chừng hoặc làm không tới cùng. Mặc dù người tuổi này đều là những người biết nhìn xa trông rộng, có khả năng tư duy nhanh nhạy, tính toán hơn người, nhưng nhược điểm là hay bỏ giữa chừng. Do đó, cuộc sống của người tuổi này khá lận đận, chỉ đủ ăn, đủ tiêu, khó có thể trở nên giàu có. Như chúng ta đều biết, rắn là loài động vật biết cách quan sát và chờ đợi. Do đó,
Những người tuổi Đinh Tỵ thuộc tuýp người không bốc đồng. Họ rất kín đáo và bí ẩn, bởi tính cách của họ vô cùng bình tĩnh, nên khi xảy ra mâu thuẫn, họ sẽ chọn cách im lặng, sau đó tìm cách giải quyết. Hơn nữa, người tuổi Đinh Tỵ có một bộ óc luôn phân tích, giúp cho họ có được sự tinh tế, cẩn trọng và khả năng phán đoán đúng đắn để tìm ra nguyên nhân cho từng vấn đề. Đặc biệt, trong mối quan hệ với mọi người, tuổi Đinh Tỵ ưa thích chiếm hữu và yêu cầu người khác rất cao. Trong mối quan hệ với bạn bè, họ vẫn giữ thái độ thiếu tin tưởng ở một mức độ nhất định. Cụ thể, họ không tha thứ cho người nào đến muộn hay lỡ hẹn. Họ rất dễ bị kích động, thay vì mỉa mai, cãi giả nặng lời thì họ chọn cách biểu thị sự không hài lòng qua vẻ bề ngoài lạnh lùng. Đây là người bình tĩnh, có khả năng kiềm chế cảm xúc, cũng tài hoa hơn người, có ý chí kiên định và tinh thần phấn đấu không mệt mỏi. Họ không bao giờ khoe khoang tài năng của mình, mà lặng lẽ tiến hành như kế hoạch, âm thầm tiến về phía trước. Nữ mệnh tuổi Đinh Tỵ vừa có nét đẹp dịu dàng, đoan trang, truyền thống, nhưng cũng rất năng động và mạnh mẽ. Họ cuốn hút đối phương nhờ vẻ ngoài quyến rũ và quyền lực. Họ đảm đang trong việc nhà, luôn dành sự yêu thương và quan tâm chồng con hết mực. Khi xảy ra mâu thuẫn, phụ nữ tuổi Đinh Tỵ thường nhẫn nhịn chịu thiệt về mình để giữ hòa khí trong gia đình. Nam mệnh tuổi Đinh Tỵ thường mạnh mẽ, là trụ cột vững chắc trong gia đình. Họ chung tình quan tâm và yêu thương vợ con hết mực. Trong tình yêu, họ rất lãng mạn. Cho dù bận rộn với công việc, nhưng đàn ông tuổi Đinh Tỵ luôn biết cách sắp xếp thời gian hợp lý để dành thời gian cho gia đình thân yêu. Quý khán giả thân mến, sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024 của tuổi Đinh Tỵ sinh 1977. Theo tử vi trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024, bản mệnh sẽ không gặp phải xung đột với thái tuế và ngũ hành cũng hòa hợp với nhau. Vì vậy có thể được coi là một thời điểm khá bình yên và ít biến động. Đặc biệt phương diện tình duyên và gia đạo sẽ rất thuận lợi và mang lại niềm vui cho Đinh Tỵ. Tuy nhiên, do cả các tinh và hung tinh đều có ảnh hưởng trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024, Đinh Tỵ không nên quá tự tin để tránh những rủi ro có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nói chung, vận mệnh của Đinh Tỵ sẽ ổn định và sẽ gặp được nhiều cơ hội, có bước ngoặt quan trọng trong nhiều khía cạnh. Những cơ hội như vậy không phải lúc nào cũng có. Vì vậy, Đinh Tỵ nên tận dụng và không để lỡ điều gì quan trọng. Tuy nhiên, Đinh Tỵ cũng có thể gặp phải những thất bại và tổn thất lớn. Vì vậy, hãy luôn giữ bình tĩnh và chấp nhận mọi thứ. Đừng sợ hãi trước những khó khăn. Hãy dùng chính khó khăn ấy để rèn luyện ý chí và khai phá tiềm năng mạnh mẽ của bản thân. Thiên Hỷ, Thiếu Dương, Bách Diệt, ba sao tốt nhất cho phương diện tình cảm sẽ mang đến nhiều bất ngờ và niềm vui cho tuổi Đinh Tỵ trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024. Những người độc thân có thể tự tin theo đuổi tình yêu của mình mà không cần lo lắng về sự can thiệp từ bên ngoài. Tuy nhiên, đối với những cặp đôi đã kết hôn, hãy cẩn thận với những cám dỗ tình cảm nói chung. Sức khỏe của tuổi Đinh Tỵ trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024 này sẽ tốt, không có bất kỳ tình trạng nguy hiểm nào. Tuy nhiên, hãy đề phòng những tổn thương và tai nạn bất ngờ do sơ suất khi đi lại hoặc làm việc. Hãy luôn chú ý đến an toàn để tránh những rủi ro không đáng có. Xét về phương diện công danh sự nghiệp, trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024 này, Đinh Tỵ sẽ đối mặt với nhiều thử thách hơn, áp lực công việc sẽ tăng lên và có thể xảy ra mâu thuẫn với đồng nghiệp hoặc cạnh tranh không lành mạnh. Tuy nhiên, trong những tình huống khó khăn, Đinh Tỵ có thể biến những điều bất lợi thành cơ hội để phát triển bản thân. Chỉ cần Đinh Tỵ nắm bắt được cơ hội và làm việc tốt thì có thể bước lên một tầm cao mới. Trong lĩnh vực tài chính, trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024 sẽ là giai đoạn tích lũy và ổn định, không gặp quá nhiều khó khăn. Chỉ cần Đinh Tỵ làm việc chăm chỉ và nỗ lực hết mình thì sẽ hoàn toàn có thể đạt được những gì mình mong muốn. Tuy nhiên, đối với những người kinh doanh, con đường kiếm tiền có thể sẽ gặp phải một số trở ngại. Vì vậy, hãy cẩn thận và không nên vội vàng bước vào những lĩnh vực trong cuối năm này để tránh rơi vào những bẫy của những kẻ lừa đảo. Quý khán giả thân mến, và tiếp theo ngay sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống trong từng tháng âm lịch của tuổi Đinh Tỵ sinh 1977, trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024.
Tiếp theo là tử vi tháng 11 âm lịch năm 2024 của tuổi Đinh Tỵ sinh 1977. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Đinh Tỵ sinh 1977 trong tháng 11 âm lịch. Tháng này sự nghiệp của tuổi Đinh Tỵ có những bước phát triển đáng kể trong đời. Nếu biết sử dụng trí thông minh và tài hoa của mình thì chẳng có thử thách nào là quá khó vượt qua với bạn. Thậm chí con giáp này còn có thể tự mở lối đi riêng, gặt hái được thành công ngoài mong đợi của tất cả mọi người. Bản tính hiền hòa, biết cư xử, giúp bạn dễ dàng xây dựng được những mối quan hệ tốt đẹp, gây thiện cảm với nhiều người xung quanh. Vì thế, bạn không chỉ nhận được nhiều sự giúp đỡ khi vướng phải khó khăn, mà còn được giới thiệu cho nhiều cơ hội đáng quý. Điều duy nhất mà bản mệnh cần phải thay đổi chính là bản tính do dự, thiếu quyết đoán của mình. Bạn cần tin tưởng vào năng lực của bản thân hơn để sẵn sàng nắm bắt thời cơ khi nó xuất hiện. Đồng thời, nếu cảm thấy bối rối trước quá nhiều sự lựa chọn, tuổi Đinh Tỵ cũng có thể trao đổi chia sẻ với những người giàu kinh nghiệm hơn, bởi ai cũng sẵn sàng đưa cho bạn những gợi ý hữu ích. Các tinh tử vi cho thấy bạn có cơ hội gặt hái thành công vào tháng này. Nhiều yếu tố thúc đẩy khiến bạn cảm thấy làm việc gì cũng thuận lợi. Thậm chí thách thức xuất hiện cũng là lúc bạn nhận ra thế mạnh của mình là gì và khẳng định bản thân. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Đinh Tỵ sinh 1977 trong tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch này, con đường tài lộc cũng khá rộng mở đối với tuổi Đinh Tỵ. Những thành công trong công việc giúp bạn được nhận một khoản tiền lương tiền thưởng kha khá. Đây là thành quả hoàn toàn xứng đáng với công sức của bạn, tạo động lực để bản mệnh cố gắng hơn nữa trong khoảng thời gian sắp tới. Người làm ăn kinh doanh có cơ hội mở rộng các mối quan hệ với khách hàng, đối tác, đem về nguồn lợi nhuận khả quan hơn. Đây là thành quả bạn đã lao động vất vả từ trước đó rất lâu mới có được, chứ không phải là công lao chỉ trong một ngày, một tháng. Quý nhân xuất hiện có thể giới thiệu cho bạn những cơ hội đầu tư làm ăn hiếm có. Lúc này bạn nên tự tin hơn nữa để có thể chấp nhận cơ hội, chấp nhận thử thách. Đừng chần chừ, do dự, kẻo cơ hội trôi qua mất. Khi băn khoăn trước quá nhiều sự lựa chọn, bạn không nên giấu kín trong lòng, mà nên tâm sự với những người giàu kinh nghiệm hơn mình. Quá trình trao đổi sẽ giúp cho tuổi Đinh Tỵ có những hướng đi mới, đồng thời học hỏi thêm kỹ năng để vượt qua những hoàn cảnh khó khăn, xa lạ. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Đinh Tỵ sinh 1977 trong tháng 11 âm lịch. May mắn là tình trạng sức khỏe của tuổi Đinh Tỵ không có dấu hiệu suy giảm đáng ngại. Trong 11 âm lịch này bạn vẫn có đủ sức để tiếp tục các công việc hàng ngày. Thậm chí tinh thần lạc quan còn khiến bạn cảm thấy tràn trề sức sống, sẵn sàng bắt tay vào nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, con giáp này cũng cần phải chú ý giữ gìn sức khỏe bằng cách sinh hoạt ăn uống điều độ, hạn chế tham gia vào các buổi tiệc tùng xã giao. Cũng như làm việc quá sức, bạn cũng nên sắp xếp thời gian rảnh để rèn luyện thể dục, thể thao, khiến cơ thể dẻo dai hơn. Xét về phương diện tình duyên gia đạo của tuổi Đinh Tỵ sinh 1977 trong tháng 11 âm lịch. Vận trình tình cảm của tuổi Đinh Tỵ trong tháng 11 âm lịch này vẫn còn lắm thăng trầm. Bạn khó có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc do tình yêu mang lại. Sống trước khi trách móc người khác, bản mệnh cũng cần nhìn nhận lại chính bản thân mình. Người độc thân vẫn còn thích đắm mình trong thế giới điền hơn là dành thời gian cho một ai đó khác. Chính vì vậy mà dù được giới thiệu cho những đối tượng triển vọng hoặc nhận được sự quan tâm của những người khác, với bạn vẫn có vẻ rất thờ ơ. Lựa chọn có đến với một ai đó hay không là hoàn toàn nằm trong tay bạn. Tuy nhiên, con giáp này không nên để mặc tình trạng này tiếp diễn. Tốt nhất hãy sắp xếp công việc để có thể cân bằng sự nghiệp với cuộc sống. Dù bận rộn đến mấy, vợ chồng cũng đừng quên trò chuyện tâm sự với nhau. Nếu ai cũng chỉ biết làm việc của người ấy thì tình cảm đôi bên sẽ nguội lạnh nhanh chóng. Cả bạn và người ấy đều sẽ cảm thấy rằng mình có thể sống mà không cần đến đối phương. Tiếp theo là tử vi tháng 12 âm lịch năm 2024 của tuổi Đinh Tỵ sinh 1977. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Đinh Tỵ sinh 1977 trong tháng 12 âm lịch. Tháng này vừa được tam hợp thái tuế che chở, lại thêm nguyệt lệnh lâm thai hỗ trợ bản mệnh như hổ mọc thêm cánh. Sự nghiệp của tuổi Đinh Tỵ có bước tiến vượt bậc cũng là điều dễ hiểu. Vận trình công việc trong cả tháng của bản mệnh được đánh giá là đầu xuôi, đuôi lọt. Thần may mắn đang đứng về phía bạn, nên con giáp này nhìn thấy được nhiều cơ hội phát triển cho bản thân, thậm chí còn vạch đỏ định hướng trong năm mới.
các kế hoạch cũ mới đều diễn ra suôn sẻ và thuận lợi. Ngay từ những ngày đầu tháng chạp, bạn đã có thể được trao khá nhiều trọng trách, cũng là cơ hội để phát huy thế mạnh và chứng tỏ sự nhạy bén của mình. Bất cứ cơ hội nào đến cũng khó lòng mà thoát khỏi được bàn tay của con giáp này. Thêm vào đó, tuổi Đinh Tỵ còn có quý nhân giúp sức, nên được dìu dắt và chỉ đường dẫn lối, có ưu thế nổi trội. Dù vậy, bạn cũng nên nhận sự giúp đỡ đó một cách kín đáo, giữ thái độ khiêm tốn và không ngừng thể hiện mình có năng lực nên xứng đáng được như vậy, có thể mới tránh được những thị phi không đáng có. Bên cạnh đó, các khí cũng tạo điều kiện để tuổi Đinh Tỵ chăm chút cho các mối quan hệ xã giao, tìm kiếm thêm những sự hậu thuẫn đa dạng khác. Sự khéo léo cộng với tinh thần đồng lòng, đồng sức trong văn phòng càng khiến con đường tiến thân của bạn rộng mở. Bản mệnh nhận ra rằng mình càng chủ động và linh hoạt bao nhiêu thì cơ hội đạt được thành công lại càng dễ đến bấy nhiêu. Điều này sẽ mang đến cho bạn thêm rất nhiều động lực, và những thành công đạt được ngay từ bước đi đầu là tín hiệu tốt lành cho thấy bạn đang đi đúng đường, đúng hướng. Tuy nhiên, bản mệnh cũng sẽ phải tham gia vào nhiều buổi tiệc tùng, tụ tập dịp cuối năm. Vì thế, cần phải giữ đầu óc tỉnh táo, tránh phát ngôn thiếu chuẩn mực, không để ảnh hưởng tới chất lượng công việc. Nhìn chung, trong tháng cuối cùng của năm 2024 âm lịch này, chắc chắn khối lượng công việc cần phải gánh vác xử lý sẽ tăng lên, khiến cho tuổi Đinh Tỵ cảm nhận sự bận rộn trở nên rõ rệt. Đổi lại chính điều này, mang tới không gian thăng tiến rộng mở, việc gì cũng có giá của nó. Bởi thế, bạn chớ vội than phiền khi nhiều việc đến tay. Xét về phương diện tài lộc, của tuổi Đinh Tỵ sinh 1977, trong tháng 12 âm lịch. Xét về mặt tài lộc, đây cũng sẽ là một tháng tài khí của tuổi Đinh Tỵ tăng cao ngút ngàn. Bên cạnh sự nghiệp, tài lộc của bản mệnh trong tháng 12 âm lịch khá sáng. Tài tinh liên tục gia tăng, tiền bạc kiếm về túi, chẳng lúc nào ngớt. Người làm công việc cố định trong tháng có mức thưởng cao, các nguồn thu nhập chính đều được cải thiện. Công việc suôn sẻ thì tất nhiên cũng kéo theo tài chính dư dả, nhất là khi chính tài cho thấy những biểu hiện xuất sắc của bạn sẽ giúp đường tiến thân rộng mở, đảm bảo nguồn thu nhập ổn định về sau. Tam hợp cục giúp cho việc làm ăn kinh doanh hay buôn bán đều thuận lợi, các hạng mục đầu tư với đối tác đều diễn ra ổn thỏa, lợi nhuận thu về rất khả quan. Cũng nhờ tháng cận Tết nên tình hình kinh doanh buôn bán tuổi Đinh Tỵ khả quan, đơn hàng tới tấp, nhân đà này bạn nên tính toán cho những bước xa hơn sau Tết. Hãy quan sát để nắm được xu thế phát triển cùng nhu cầu của thị trường, từ đó nhập hàng có định hướng rõ ràng. Bản mệnh nên làm mọi thứ có chừng mực, nhất định, chớ nên tiến hành ồ ạt, kẻo dẫn tới tình trạng hàng Tết tồn kho, ra Tết rất khó để xử lý. Nhìn chung, bạn không có gì phải lo lắng về tài chính, cứ chăm chỉ làm tốt việc của mình, thì thu nhập sẽ rất rủng rỉnh, dù kế hoạch sắm Tết nguyên đáng khiến bạn tốn một khoản không nhỏ, nhưng con giáp này đã sớm có kế hoạch rõ ràng cho từng việc, nên không cần phải lo lắng. Ngoài ra, bạn cũng nên sắp xếp để đòi lại những khoản nợ cũ trước đó. Với các khí đang dưỡng, khả năng thu hồi tiền nợ cũ về túi cũng sẽ cao hơn. Nếu có thể kết thúc ngay trong năm cũ thì chớ để dây dưa sang năm mới làm gì, mọi chuyện sẽ rất khó nói trước. Xét về phương diện sức khỏe, của tuổi Đinh Tỵ sinh 1977, trong tháng 12 âm lịch. Về sức khỏe, trong tháng cuối cùng của năm 2024 âm lịch này, thể trạng của tuổi Đinh Tỵ khá tốt, hầu như không mắc bệnh tật nghiêm trọng. Tuy nhiên, do sự xuất hiện của Bạch Hổ hung tinh là điềm báo có thể xảy ra thương tật hoặc quả huyết quang, do đó bạn cũng nên cẩn thận khi đi lại, hạn chế lái xe khi đã uống rượu, bia hay sử dụng chất kích thích khác. Thời điểm cuối năm sẽ diễn ra nhiều buổi tụ tập ăn uống liên quan, bạn cũng nên hạn chế đồ uống có cồn và các loại thực phẩm nhiều dầu mỡ để tránh gia tăng gánh nặng cho gan. Nhờ nguyệt lệnh lâm thai, một số cặp vợ chồng muốn sinh thêm con có thể sẽ đón tin vui trong tháng này. Tuy nhiên, nữ mệnh đi đứng thận trọng kẻo Bạch Hổ hung tinh gây họa, ảnh hưởng sức khỏe của mẹ và thai nhi. Xét về phương diện tình duyên gia đạo, của tuổi Đinh Tỵ sinh 1977, trong tháng 12 âm lịch. Tháng 12 âm lịch này có bán hợp che chở, nên đường tình duyên của tuổi Đinh Tỵ có đào hoa chiếu mệnh, nhân duyên rất rộng mở, hạnh phúc đông đầy. Cho cả người độc thân lẫn người đã có gia đình, các thần này giúp làm tăng sức hút, tạo ra nhiều mối nhân duyên bất ngờ, sẽ rất có lợi cho người độc thân, sớm tìm được đối tượng tâm đầu ý hợp. Tin vui là bạn có thể sẽ phát triển mối quan hệ đặc biệt với những bạn bè hay đồng nghiệp tiếp xúc hàng ngày, những cảm xúc mới,
là giúp đôi bên trở nên thân thiết và gần gũi hơn. Trong khi đó, các cặp vợ chồng cũng hàn gắn rạn nứt nhanh chóng, gìn giữ hòa khí gia đình gia đạo, trong ấm, ngoài êm, dù có phát sinh xung đột thì cũng sớm được hóa giải. Các thành viên sum vầy, chuẩn bị đón Tết. Vào cuối tháng, không khí đón Tết càng khiến mọi người xích lại gần nhau hơn, cùng nhau vun vén và trang hoàng nhà cửa chuẩn bị đón năm mới. Quý khán giả thân mến, để công việc hợp tác làm ăn được thêm phần suôn sẻ và thuận lợi, thì chắc chắn chúng ta cần tìm được người đối tác phù hợp, giúp cho vận khí tăng lên gấp bội lần. Kích tài dưỡng lộc, thu hút may mắn. Dậy tuổi Đinh Tỵ sinh 1977 nên hợp tác với những tuổi nào để mang lại vận may về tài lộc cũng như sự nghiệp? Xin mời quý khán giả cùng theo dõi tiếp video. Tuổi Linh Tỵ với tuổi Tý. Trên phương diện hợp tác làm ăn, nếu như có chung chí hướng mục tiêu phấn đấu, thì hai tuổi này có thể trở thành đối tác kinh doanh, cùng nhau phát triển. Tuổi Tý thông minh nhanh nhẹn, còn tuổi Đinh Tỵ có con mắt nhìn xa, trông rộng. Sự kết hợp này sẽ mang lại hiệu quả cao và giúp họ gặt hái được nhiều thành công. Tuổi Đinh Tỵ với tuổi Sửu. Trên phương diện công việc, tuổi Đinh Tỵ và tuổi Sửu cùng có chung lý tưởng, mục tiêu phấn đấu. Vì vậy họ không ngừng thúc giục nhau cùng phát triển, đạt được thành công. Tuổi Đinh Tỵ thông minh, sắc sảo, còn tuổi Sửu chăm chỉ, cẩn thận. Đây là sự kết hợp khá hoàn hảo. Tuổi Đinh Tỵ với tuổi Dần. Nhìn ở một góc độ khác, nếu như trên phương diện làm ăn, tuổi Đinh Tỵ và tuổi Dần sẽ là sự kết hợp hoàn hảo. Tuổi Dần thông minh, nhanh trí, luôn đưa ra những lời khuyên đúng đắn, chính xác, giúp tuổi Đinh Tỵ vượt qua khó khăn. Ngược lại, tuổi Đinh Tỵ sẽ mang lại sự may mắn về tài lộc đến cho công việc làm ăn của tuổi Dần. Tuổi Đinh Tỵ với tuổi Mão. Đây cũng sẽ là sự kết hợp khá hoàn hảo. Nếu như tuổi Đinh Tỵ và tuổi Mão trở thành đối tác làm ăn của nhau, tuổi Mão cần cù, chăm chỉ, sẵn sàng làm theo những mệnh lệnh của tuổi Đinh Tỵ, giữa họ sẽ không xảy ra bất kỳ tranh chấp nào, bởi nếu một bên nóng nảy, sẽ có một bên nhường nhịn. Tuổi Đinh Tỵ với tuổi Thìn. Tuổi Đinh Tỵ sẽ đảm nhận vai trò lãnh đạo, tổ chức. Nếu hai tuổi này hợp tác làm ăn với nhau, trong khi đó, tuổi Thìn sẽ hết mực ủng hộ, nghe theo những lời khuyên và mệnh lệnh của tuổi Đinh Tỵ. Sự kết hợp này mang lại hiệu quả khá cao, giúp họ gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Tuổi Đinh Tỵ với tuổi Tỵ. Tuổi Đinh Tỵ có con mắt nhìn xa trông rộng, thấu hiểu vấn đề một cách nhanh chóng chính xác và luôn đề xuất những biện pháp giải quyết hữu ích. Không có gì tuyệt vời hơn khi hai tuổi Tỵ hợp tác làm ăn với nhau. Điều quan trọng là giữa họ sẽ không bao giờ xảy ra mâu thuẫn, xung đột. Tuổi Đinh Tỵ với tuổi Ngọ. Cặp đôi tuổi Đinh Tỵ và tuổi Ngọ cũng khó có thể hợp tác làm ăn lâu dài được với nhau. Tuổi Ngọ là người yêu thích sự tự do, mới mẻ, làm việc theo cảm hứng. Còn tuổi Đinh Tỵ cho rằng đó là sự vô trách nhiệm. Mối quan hệ này chẳng mấy chốc tan vỡ bởi những mâu thuẫn liên tục xảy ra. Tuổi Đinh Tỵ với tuổi Mùi. Tuổi Đinh Tỵ thích lãnh đạo người khác, và tuổi Mùi cũng vậy. Sự kết hợp của hai tuổi này trong kinh doanh khó có thể đạt hiệu quả cao. Dù họ có chung mục tiêu phấn đấu, nhưng những mâu thuẫn và bất đồng thường xuyên xảy ra, khiến cho mối quan hệ của tuổi Đinh Tỵ và tuổi Mùi dễ tan vỡ. Tuổi Đinh Tỵ với tuổi Thân. Tuổi Đinh Tỵ rất chăm chú vào kế hoạch làm ăn, nhưng dường như tuổi Thân lại có thái độ khá thờ ơ. Điều này xuất phát từ những quan điểm trái ngược nhau. Tuổi Đinh Tỵ có sự ảnh hưởng lớn của tiền bạc, vật chất và địa vị, còn tuổi Thân yêu thích cuộc sống an nhàn, bình yên. Nếu như không biết điều chỉnh, mối quan hệ giữa tuổi Đinh Tỵ và tuổi Thân sẽ rất khó hòa hợp trên phương diện làm ăn. Tuổi Đinh Tỵ với tuổi Dậu. Sự kết hợp của tuổi Đinh Tỵ và tuổi Dậu sẽ đạt được hiệu quả và thành công cao. Họ ăn khớp với nhau trong từng suy nghĩ, hành động và kế hoạch phát triển. Nền tảng của mối quan hệ vững chắc này là đồng cảm, tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau. Bởi vậy, những mâu thuẫn xung đột dường như sẽ không bao giờ xảy ra. Tuổi Đinh Tỵ với tuổi Tuất. Tuổi Đinh Tỵ sẽ mang lại nhiều may mắn, thuận lợi cho con đường phát triển sự nghiệp của tuổi Tuất. Vậy sự hợp tác này rất cần thiết. Hơn nữa, tuổi Tuất thông minh và cẩn thận, luôn đưa ra những lời khuyên đúng đắn, chính xác nhất để tuổi Đinh Tỵ có thể giải quyết được khó khăn. Tuổi Đinh Tỵ với tuổi Hợi. Hai con giáp này sẽ gặt hái được nhiều thành công nếu cùng hợp tác làm ăn với nhau. Tuổi Đinh Tỵ nhiệt tình, với vai trò là người lãnh đạo, tổ chức công việc. Còn tuổi Hợi sẽ luôn chấp hành nghe theo những mệnh lệnh đúng đắn. Mối quan hệ này ngày càng phát triển dựa trên sự tin tưởng, tôn trọng lẫn nhau. Quý khán giả thân mến,
có người đi đâu cũng có quý nhân phù trợ, chẳng cần tính toán vẫn liên tục phát lộc, phát tài. Gặp khó khăn lại hóa ra là chuyện đáng mừng. Hoặc thậm chí rất nhiều người gặp tai nạn thì cũng chỉ mình họ được sống sót. Và chúng ta thường thốt lên rằng quả là những người may mắn. Và may mắn đó có phải từ trên trời rơi xuống? Tại sao chỉ có số ít người có được, còn hầu hết là không? Theo lời Phật dạy, chỉ có duy nhất phước đức chính bản thân mình tích tụ, không chỉ ở đời này mà còn từ bao đời trước, là thứ tạo nên may mắn cho một người. Đức Phật từng nói, ở đời có thịnh ắt có suy, có hợp hợp ắt có ly tan, lành dữ vô thường, hạnh phúc tự mình chuốc lấy. Quả thật có hạnh phúc, có gặp may hay không là do tự mình tạo ra. Ta tạm hiểu rằng mỗi người sinh ra đều có sẵn một ruộng phước riêng, có người có ít có người có nhiều, không thể hoán đổi, không thể cho đi, có muốn sang ăn trộm cũng không được. Người có phúc đức lớn thì họ sẽ trở thành những người dương giả sống giàu có. Nếu họ biết chăm bẩm cho ruộng phước của mình tươi tốt thì duy trì được may mắn dài lâu. Thế nhưng trong trường hợp ngược lại, họ sử dụng thoải mái, phước lộc đang có mặt không tu bổ thì ruộng phước ngày càng hoang tàn, sơi sắc tiêu điều. Lúc đó thì đừng hỏi tại sao mình hay gặp xui xẻo. Người phúc đức nhỏ thì ruộng phước vừa phải, khiêm tốn đủ để sống cuộc đời bình thường. Còn người có phúc phận nghèo nàn thì dụng phước nhỏ lúc nào cũng phải tìm cách sống chật vật qua ngày. Cách để nhận diện một người kém phước đó là họ dù chăm chỉ thông minh nhưng cũng vẫn phải vất vả khó nhọc, tự lo mọi việc, ít khi nhận được sự giúp đỡ từ mọi người. Thế nhưng nếu họ không nề hà việc vất vả mà tìm cách cày xới làm cho ruộng mình màu mỡ thì tuy không thuận lợi như người ta nhưng cuộc sống nhất định sẽ khá lên. Vì thế, thay vì thực hiện mọi việc như cũ, ta nên tìm cách cải thiện dụng phước của chính mình trước khi muốn nghĩ tới một kế hoạch gì đó quá xa xôi. Có thể thấy ruộng phước của mỗi người không cố định, vẫn có thể cải tạo được. Nếu chúng ta biết cách, cũng như việc nước chảy thì bèo mới trôi, gió lay thì cây mới động. Con người cũng vậy, phải có lao động, phải có sinh hoạt xã hội thì mới tạo ra những nhân duyên mới. Nhân tốt đẹp tạo ra quả ngọt, nhân xấu xa tạo ra quả đắng chát. Không ít tấm gương của những doanh nhân xuất phát từ cuộc đời cơ cực, ruộng phước nghèo nàn, nhưng họ đã tự mình vươn lên để có cuộc sống giàu có, sung túc mà ít ai sánh được. Phải không ngừng nỗ lực thì mới có được may mắn, mới thay đổi cuộc sống. Nhưng điều đó cần cả một quyết tâm vô cùng lớn lao để vượt qua hoàn cảnh thực tại. Thực tế là có không ít người đi đường tắt bằng cách làm giàu nhanh, bất chính, nhưng ruộng phước của họ thì lại khô cằn. Thế nên tài sản của cải kiếm được đó rồi cũng sẽ trôi xuống sông xuống bể, cuối cùng những thứ mình cướp được từ người khác sẽ mất sạch. Quý khán giả thân mến, trên đây là tử vi của tuổi Đinh Tỵ sinh 1977, trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024, hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp ích cho quý khán giả. Cảm ơn quý khán giả đã xem hết video. Nếu thấy video hữu ích, quý khán giả đừng quên like, chia sẻ và ấn nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ chương trình. Chúc quý khán giả luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Hẹn gặp lại quý khán giả ở những chương trình tiếp theo.